Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Giá Xe Máy TV. Hiện tại Đức đang có mặt cửa hàng Hyundai Giáp Bình Dương chi nhánh số 2 gần dòng xe Kim Hằng cạnh chợ Quang Vinh 1. Và bên cạnh Đức đây là dòng xe WinX 2021. Thì trong video này Đức sẽ cập nhật giá hiện tại của dòng xe WinX hiện tại ha. Thì giá hiện tại nó đang giảm rất là nhiều so với cái video ở lần trước mình báo cho các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ cập nhật đến các bạn một số thông tin mới nhất về cái phiên bản mà WinX chuẩn bị ra mắt vào tháng 3. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ báo giá cho bạn trước cái phiên bản Camo này đi ha. Thì phiên bản Camo và cái phiên bản đen mờ á, hiện tại thì giá đang giảm rất là nhiều luôn. Như cái giá cũ mình báo cho các bạn là 44.800, nhưng mà hiện tại đối với dòng xe Camo, phiên bản Camo và phiên bản đen mờ á, bên mình chỉ có bán mức giá là 42.700 thôi, thì giảm đâu đó khoảng được 2.1 triệu, giảm rất là nhiều nha các bạn. Rồi, và về sau đây là những cái phiên bản cũng WinX luôn, chẳng hạn như đây là phiên bản đen mờ nè, đó phiên bản đen mờ thì phiên bản này thì bằng giá phiên bản Camo, đó cũng giảm được 2.000.000 luôn bạn. Tiếp theo là phiên bản đường đua, đây là phiên bản đường đua này các bạn. Phiên bản đường đua này á thì giá cũ là 45.300, nhưng mà hiện tại giá đã giảm rồi, là chỉ còn có 43.700 thôi, cũng như là giảm được 2.000.000 á. Và phiên bản này là hiện tại là bằng giá phiên bản thể thao iPad luôn. Phiên bản thể thao iPad á mình trưng ở phía trước, thì tí xíu mình ra phía trước quay cho bạn xem. Rồi cái phiên bản cuối cùng là phiên bản thể thao phân thường, thì bên mình đang bán mức giá là 39.700 nhé. Cái giá cũ là 40.500, thì giảm đâu được cũng được 800.000 á. Thì đối với dòng xe WinX hiện tại thì cũng được giảm rất là nhiều. Thì để tạo điều kiện cho anh em đang có dự định mà mua xe WinX có thể là tham khảo thêm cái cửa hàng bên mình. Thì giá mình báo cho các bạn là đã bao gồm VT rồi, chưa có phí đăng ký ra biển số nha. Thì những bạn nào mà muốn biết giá chính xác ra biển số thì các bạn cứ comment ở phía bên dưới, hoặc là nhắn tin trực tiếp qua Zalo cho mình, thì mình sẽ báo giá ra biển số cho các bạn nha. Hiện tại thì Honda Việt Nam cũng chưa có ra những chương trình gì đặc biệt dành cho dòng xe WinX, thì cũng không có chương trình gì nhiều. Vì thế thì giá hiện tại thì nó cũng tương đối ở khu vực miền Nam mình thì tương đối cũng khá là ổn. Mà vẫn còn ở miền Trung, miền Bắc á, thì giá sẽ rẻ hơn. Miền Bắc thì những bạn nào ở miền Bắc thì có thể tham khảo thêm. Thì giá tầm khoảng từ 38 cho đến 40 triệu ha, hoặc có nhầm chỗ rẻ hơn nữa, phiên bản thấp nhất khoảng 36 triệu. Còn ở chỗ mình thì khoảng 39 ha, 39 đến 40, 43. Còn một số ở khu vực khác thì giá lên tặng lên đến khoảng 50 mấy triệu. Thì giá bên mình thì cũng được tương đối rất là rẻ rồi. Và có một số thông tin gần đây á, thì chuẩn bị ra mắt về dòng xe WinX 2021 thì như các bạn cũng đã biết rồi, thì hầu như là những cái thông tin mà gần đây thì cho ra mắt WinX phiên bản 160 phân khối thì có thông tin đó thì mình cũng đã đính chính trong cái video trước rồi, thì dòng xe đó sẽ không có ra mắt nha các bạn. Nhưng ở cái lần này Honda đang cho ra mắt về cái phiên bản mới này á, là chỉ là cập nhật một số cái thay đổi về thiết kế cũng như là cải tiến thêm một chút xíu về phần động cơ thôi, chứ không có nâng cấp phần động cơ luôn nha các bạn. Đó thì rồi bây giờ thì mình sẽ cầm máy sẽ quay cho các bạn xem những chi tiết mà Honda chuẩn bị thay đổi. Đây là những cái thông tin mình cập nhật được của một người bạn làm bên nhà máy Honda. Còn về cái thời gian mà chính thức mà ra mắt á, thì trong tháng 3 này thì mình chưa có nắm thông tin cụ thể vào ngày tháng năm nào, cụ thể là ngày nào, thì chỉ dự kiến là tháng 3 thôi. Thì các bạn có thể là theo dõi cái kênh của mình để cập nhật nhiều thông tin mới nhất về dòng xe WinX nữa nha các bạn. Các bạn đang theo dõi trên màn hình, đây là cái phiên bản Camo màu đỏ nha. Ngoài ra đó thì mình cũng có phiên bản Camo màu xanh đó, cũng có hàng mà không có trưng bày tại đây. Thì đối với một số thông tin mà mình cập nhật video trước cho các bạn á, thì những cái thay đổi mà trên cái phiên bản mới của dòng xe WinX chuẩn bị ra mắt vào thời gian sắp tới đây á, thì chỉ thay đổi về cái phần thiết kế là nhiều, chẳng hạn như là thay đổi về phần xi nhan nè. Xi nhan thì hiện tại hay là nó sử dụng tại 4 cái xi nhan rồi, thì nó thiết kế giống như những cái xe phân khối lớn. Thì chính vì thế mà nhiều bạn khi mà mua xe WinX về á, thì rất là không có thích cái điều này lắm, tại vì khi mua về á, bắt buộc phải làm lại cái xi nhan ha, làm lại xi nhan giống như cái xi nhan này, phải rút lại xi nhan đó, phải rút lại. Thì lần này Honda cũng thiết kế là phần xi nhan nè, đó thiết kế lại cái phần bô xe nè. Bô xe thì hiện tại rất là nhiều khách hàng khiếu nại về cái phần bô xe này, rất là bất tiện khi mà cái người ngồi phía sau á chạy
thì gần WinX thì sẽ bị khói nó táp vào mặt các bạn nha. Rồi tiếp theo là mình có thể xem với cái phần đầu phía trước. Phần đầu phía trước này thì rất có thể là Honda sẽ làm mới lại, tại cái phần đầu hiện tại thì cũng được không được đánh giá cao lắm các bạn. Đó là xấu, có thể làm lại cái bàn thờ nè. Còn về phần động cơ, thì cũng không được nâng cấp mà 160 đâu, chỉ là vẫn sử dụng 150 thôi. Nhưng mà rất có thể theo mình suy đoán thôi nha, thì rất có thể thì Honda sẽ cho động cơ của CB150G thay thế vào cái động cơ WinX. Thì nếu mà Honda làm điều đó thì chắc chắn thì dòng xe WinX sẽ được đánh giá cao hơn đó. Và nếu ok hơn nữa thì có thể là làm trang bị thêm cái khóa thông minh ha, để cạnh tranh với dòng xe Exciter 155 VVR đó. Trang bị thêm khóa thông minh là ok rồi, để tăng cái tính an toàn hơn. Hiện tại thì WinX thì cũng có trang bị thắng ABS rồi nha, cũng ăn điểm hơn so với Exciter 155 VVR. Exciter 155 VVR thì không có thắng ABS nha các bạn, nhưng mà được cái là nó có cái cổng sạc. Thì dòng xe Winner này thì vẫn chưa cổng sạc đó. Thì lần thay đổi lần này thì Honda chủ yếu là tập trung về thiết kế, cũng như là có thể là nếu mà trang bị thêm cái tiện ích khóa thông minh hoặc là cổng sạc này kia thì có thể là cạnh tranh được với Exciter 155 đó. Thì đây là những thông tin mình cập nhật đến cho các bạn thôi. Thì đối với những bạn nào đang quyết định mua dòng xe WinX á, thì các bạn có thể là chờ phiên khoảng 1 tháng nữa ha. Chờ khoảng 1 tháng nữa thì mua phiên bản mới ok hơn. Còn những thông tin mình cập nhật đến cho các bạn, mà những bạn nào mà không tin á, nói mình câu like á, thì các bạn không cần phải tin đâu. Các bạn không xem thì lại lướt qua. Thì chủ yếu là mình sẽ cập nhật đến cho các bạn những nào đang có dự định mua xe WinX. Đó, mua xe WinX để cập nhật thêm thông tin, để chờ xem cái phiên bản sau này nó như thế nào rồi các bạn hãy mua ha. Chứ mà các bạn mua xe phiên bản này về rồi mà tự nhiên đùng cái mấy ngày sau cái ra phiên bản mới thì rất là tiếc luôn, thật sự rất là tiếc. Thì mong muốn mình là như vậy thôi, chứ không phải là mình quay video để mình câu like, câu view, chủ yếu là mình chia sẻ cho các bạn thôi. Rồi bây giờ thì mình sẽ ra phía trước, mình sẽ quay cái phiên bản thể thao cũng như là phiên bản thể thao bình thường và phiên bản thể thao iPad cho các bạn xem nha. Các bạn đang thấy trên màn hình, đây là phiên bản thể thao bình thường màu đỏ đen nha các bạn. Màu đỏ đen nha. Thể thao bình thường thì sẽ có 4 màu sắc: màu đỏ, màu xanh đen và màu đen xanh và màu đen bóng nha, 4 màu. Còn phía bên đây là phiên bản thể thao IPS đó, phiên bản bạc đỏ đen đó. Phiên bản này thì các bạn mua về các bạn không cần phải lên màu sơn, làm lại màu sơn hay gì hết trơn á, để y thinh vậy luôn nha. Đây xi nhan nè, đây là xe nguyên bản, là như thế là sẽ có 4 cái xi nhan rời. 4 xi nhan rời này thì hiện tại thì nếu các bạn nhìn thấy không, nhìn rất là vướng víu luôn. Và lần này Honda cho ra mắt phiên bản mới thì chắc chắn sẽ làm lại xi nhan rồi đó, làm lại xi nhan vô xe là điều hiển nhiên rồi. Còn về bàn thờ thì mình hy vọng cũng được làm mới lại luôn, về thiết kế cũng như là kiểu dáng này kia. Thì hiện tại dòng xe WinX này nó cũng khá là mập, mà kiểu dáng nó hơi bị thô nhưng mà nó cũng nhìn rất là cứng cáp đó. Nhưng mà mình hy vọng mình sẽ làm mới lại về kiểu dáng nhìn nó đẹp hơn. Phải chi mà làm lại phiên bản cũ giống như WinX V1 á, nhìn cho nó gọn gàng các bạn. Mình thích như vậy hơn so với cái phiên bản mới này đó. Thì đó là những thông tin mình cập nhật lên cho các bạn nha. Thì các bạn có cần hỗ trợ gì đó thì các bạn cứ comment phía bên dưới thì mình sẽ báo giá cũng như là hỗ trợ các bạn ha. Còn khi nào mà ra mắt phiên bản mới thì mình sẽ cập nhật trên kênh kênh Giá Xe Máy TV của mình, thì các bạn có thể theo dõi kênh mình nha. Rồi xin hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin cảm ơn các bạn.